hết cổ à, rồi nước dẫn lên con múc xài hoài đi à. Đó cái gì đâu thì con chối múc thùng nước đi lên, mỗi lần nước con mô Phật cái múc lên, cái múc niêm thùng nước nó mô Phật múc lên, cái múc niêm thùng nó mô Phật múc lên, có gì bên cạnh con sợ đâu, con đổi lại là chữ là mô Phật cái thì là hết chứ có gì. Bà đấy chứ ai nữa, thì khỏi cái là mô Phật là bà đấy chứ ai nữa, cái gì cũng bà này chứ à. Đó thấy chưa, bởi bà nói với con là vậy lắm, lớn gan lớn bụng mà đang thích hồ nước chảy cỡ đó à. Bà nói với con là như vậy đó, nước chảy cỡ đó à, con quay lại cho nước coi con à, quay lại quay ra ngoài cho nước à, nước chảy coi quay ra à, quay thẳng vô dòng nước à, con đứng vậy chút à, con đứng vậy chút xíu cho nước chảy coi à, con đây sao thấy nước chảy cho bà coi, con đứng vậy coi à, sao mà không thấy nước chảy vậy à, chạy quá nó chạy mà. À vậy ra con ô chạy dữ vậy ra con ôi, bởi bà nói dòng nước chảy vậy đó mà. Cầm sao mà nói nó thùng lục lớn lắm các bạn. Ô bà nói vậy con nói hoài mà con có biết à, tới đâu tính tới đó à. Bà nói đánh với nước à, bà nói dòng với mây. Dạ bà nói. Mây như gió. Nói là mày nước lớn mà sao giờ nó kém vậy? Bà nói nó thu hút ra, hút cạn luôn đi rồi là chiều nó cho nước vào. Đó là sắp cạn đìa rồi bắt cá lên à, bóng cá nhảy. À, thì bà nói con là như vậy thì chuẩn bị đi, ta chiều nay 3-4 giờ nước lên nó mốt gắn mốt lên ăn xài bớt tiền nước một chút à, tập thể dục buổi chiều à, chứ à, rồi khuya sớm à, thì đi ra múc đi để nước cạn, dắt này nó cạn đó à, khuya con bà như vậy đó à, thì bà dạy cho thì chiều tối không múc được thì chờ sáng mơ sáng sớm mà 4-5 giờ gì đó à, 3-4 giờ ra thấy nước còn nên tôi cứ việc múc rồi giác này là cạn gì đó gõ chưa đó giờ sáng mua giờ muốn ăn có đâu à, bà nói vậy gặp thì mua đi một con cũng được à, em mua à, thì mời bà mua à, có gặp nữa đâu mua chịu có không biết nữa à, có ngoài đường đâu mua à, ăn đỡ đủ à. Rồi sáng mua đại con cá được rồi à, giờ muốn ăn rồi đói quá muốn ăn sao được à, thêm các bạn à. Tiền không dài xài hết chứ bà. À, còn bà nói làm sao hết được à, con đưa nhiều quá sao xài hết à. Đây bà đây cho tiền thì bà mừng à, thì bà cầm quà trong tay với bà lăn nít mà. Vợ chúng con muốn chửi nhiều thì chửi. Rồi cho đồ đạc rồi bà mừng không? À mừng lắm à, khách đua đồ mừng lắm con ơi. À, ai là, cũng vậy đi mua đồ mới là mừng. Đồ mới là mừng à. Tự nhiên tôi cho đồ khác nữa bà có mặc không? Đi cắt cho bà mang à, phải mai mới được. Như bà hổng đó rồi cho đồ bà đó. Không, không được, phải mai mới được gì không được à. Thôi vậy bà không nhận hả? Không vừa ý sao bà không được, đưa mai mới được. Bà không nhận thì bà nói bà không nhận đi, chứ gửi về bên đây bà nói bà không nhận đó sao được. À, bà nhận hết rồi mà, bà chưa nhận hết rồi còn đâu nữa. Bà lấy lại chơi cái gì rồi? Lấy hết trơn, còn bà cũng không biết đứa nào lấy đi, có xài được rồi, đứa nào bận cũng được. Vậy hả? Nhìn ta cho bà mà cho lại người khác ha. Bà bận không có vừa với không vừa ý của bà. Đứa khác bận, không sao à. Không vừa với bà đừng nhận đi, bà nhận chi người ta đem về mà bà không nhận. Bà cho ta là đừng hỏi lu bu nữa, nước xuống cạn quá kìa. Hồi đó tát thì vậy cạn đi, lúc đầu đi cũng bắt cá lấy cái vỏ đó bác. Thời gian sau có lưới thời gian sau thì có lưới có lưới chả cái gì đó muốn thấy lại lần nữa chắc nhánh trà thôi bởi vì chắc đi theo đường gió theo đường nước thì nó ngã, lúc đó nó ngã thì gió giông nó ngã chứ không phải giông nó ngã, nhưng mà trời đất cũng còn hả để làm gì, để là giờ lấy lại cho chúng con thấy là ngã là như vậy đó. Còn cơn bão số 5 cũng ngã vậy đó à, bà nói là nó cái chuyện cây nó muốn ngã giờ nào nó ngã à, bà nói là giông với gió giông gì chứ nó bảo thì bảo đi đó đang bảo việc đó ồ bảo việc
Bà không biết con làm nhanh đường vậy à, con quyết định của bà cũng biết à, bà nó quất gà quất nước nó vậy à, quất việc vậy à, bà không biết là bảo vệ à. Nước cái chơi này kìa, mà thử lần nữa ha. À, cái này là cái bà hết. Cái bà bởi nhiều người nói là bà là mẹ trái đất không phải bà. Bà nói bà là quả địa cầu, à, quả địa đất cũng bà. Nó gọi bà rồi quả địa cầu nó có gọi rồi quả địa đất gọi rồi bà trái đất đây bà vua trái đất. Bà vua trái đất là ai vậy bà? Ôi bà đây cha với ông vua trai nữa hỏi hoài bà vua còn ông vua nữa. Không cái gì của quà cho bà nói là bà vua phải có ông vua à, sao con hỏi hoài à, thì ông vua là ông tiên thánh nào gì nữa. Ý nói là của cải dân dụng cái gì của bà tạo ra chứ hay gì à, thì bà nó cháy đất kêu lên của bà tất cả gì của bà hết à. À con khi nào có việc làm bà à, từ từ để bà báo cáo cho để bà hỏi ông vua hỏi ông vua hỏi ông vua hỏi ông vua. Từ từ biết khi nào lâu lắm rồi. Trời ơi nói hoài đừng có nói làm tin hết trơn đi là có việc làm ai biết con lên tiếng hoài à. Khi nó đánh nó giết thì làm tin bà dặn rồi ai biết lên tiếng. Quyên cỡ đó không chịu nghe chết về với bà sống cũng vậy bà có muốn sống làm cái gì chặt đất chặt sống cái gì vậy ý kiến của con là không có tốt với trái đất rồi thì con trở yên con sống làm gì đất nè đó nó không chửi nó chửi mắng hoài hết giờ làng sớm chửi là tới nông thôn chửi là tới tỉnh này chửi sang kia chửi con không có làm gì nữa đó là không chửi quốc gia không chửi cái nhà này cái nhà đang ở đó nhà này ai là người thiết kế ra hả bà? À bà nói biết con này thì à, tự ra trong nhà máy sản xuất ra à, nhà máy của bà. À, còn hỏi cái diện của bà chứ đừng hỏi nhiều bà mệt. Cái nước của bà luôn, tất cả con uống nước của bà luôn. Cái gì của bà cho ngộ rồi? Thì trái đất mà kêu lên của bà rồi nước này bà không kêu lên kêu xuống của bà không à? Thì bà kêu nó chảy nãy giờ đó mà giờ còn tầm nữa không? Bà nói quốc là bà. Bây giờ đang cho nước chảy đó là quốc gia cho. À, là nước quốc gia đó đó. Bà nói cái của bà mà bà nói mình năm nay năm thành nước lớn nước nhỏ nào bà nói đi bà. Bà nói cái gì được nữa bà nói chừng nào nước lên thì năm nào cũng vậy chứ không phải đi một năm. Còn năm nay anh muốn cho lớn cho đi là con nước này nè đó nó chảy cỡ đó theo đó. Bà, theo bà dự đoán coi là nước nhỏ nước lớn. Bà nước nhỏ lớn giống nhau. Con sợ làm gì à, bà biểu cũng đừng có sợ à, đã bà nói con là một câu chết là chấp nhận một câu sống là chấp nhận chỉ có hai câu là gì có nước lớn nhưng mình biết là núi mình thì bà nói lúc lên tính đây à chú không có lên được thì lên không cho lên nó giết con nó giết đi à là có hai trường hợp thôi nó gì nữa thưa đó bà liên con ra thì giờ sống chết thì cũng phải chấp nhận thôi chứ là chuyện đó thôi chuyện gì đâu bà dặn gọi em biết cái gì đó chứ bà không có lo được các bạn lo sao nữa bà nói chiến tranh thì có đứa chết có đứa sống. Bà thấy bây giờ hầu như chứ nó nói hoàn câu đó thì làm thinh đi à nó nhẹ nó khỏe thôi rồi thời gian sao như thế nào như đi à như bây giờ là dân công nhân giờ thất nghiệp rất là nhiều rồi bà à, bà nói là đời phải lập lại nước gì đây không lập được sao chảy khô queo chơi này kìa chừng nào mà nước này thấy bình yên ha là lúc đó mới lập được có chưa ngoan rồi chỗ phóc bữa nay đâu đây vậy rồi mũi gì rồi sao trời hôm trước mũi đen bữa nay nó mũi gì hả ôi mới đây nhanh vậy sao ở đâu này vậy hả à? Mũi đỏ rồi phải không à mũi hồng hả à? Nước chảy như vậy con nói làm sao quốc gia cho chảy con suy nghĩ đó là ơi cái là sông sâu nước chảy dầm cầu gì đó bà sông sâu nước chảy dầm cầu ý nghĩa thế nào tại sau này người thú nó nuốt luôn người hiền cái gì đó bà trời ơi bà nói với con cái đó đĩa nó thay liền với con lâu rồi bữa nay chắc lại làm gì à con nó chặt bà cũng quăng quay luôn à bà nói bây giờ chặt cái chúng gì đâu bà không biết muốn liền à liền câu nào muốn liền liền đi à bà nói ông vua đã báo cáo rồi à tại vì chúng con sao không bình tĩnh để nghe
đã là như vậy, nó báo cáo con trước vậy rồi thì phải bình tĩnh đi chứ. Người bà nói thêm nữa là phải cố gắng đi, bây giờ chết thì chết, bây giờ con sống trên trái đất chật vật như vậy rồi, trời ăn tiếng nói của con nó không được, quá không biết rồi, đất nước nó muốn giết à thì nó giết con, nó giết đi, có làm sao nó cho nó giết, mà cái bước làm gì thì đó, thà là không biết chết mẹ, nó thà là bà biết con làm sinh đi là cái gì đâu, có làm sinh thế con nào. Vậy là làm thinh là không có gì chứ các bạn. Đúng rồi, làm thinh đi à, đừng cãi bướng là có chuyện gì xảy ra đâu. À, chuyện gì thì chuyện gì đi. Ờ, mình cãi là mới bị phải không? Ừ, bởi bà không vô hoàn cảnh, bà không hiểu chúng con không? Bà không vô hoàn cảnh như bà dạy chúng con rồi. Bà dặn chúng con, không chịu nghe rồi. Không hiểu mà dạy con, mà dặn con được à. Bà nghe mấy người kia nói là bà như bà dạy con cháu, bà như bà dạy từ từ, bà la làng không dạy từ từ, như nãy giờ dạy từ mà nó không nghe, nó chút xíu nó nhào ra, nó phóng cào ra đó, cả không được. Bà la làng không, khi ta không nghe đâu bà nói là bà dạy rồi mà không chịu nghe thì đĩa đó thầy liệm xuống thì cũng hiểu rồi, thì làm thinh đi, còn giờ bà dạy tiếp tục cho cũng không chịu ra, không chịu nghe nữa đó. Khi bà la cái tài khoản hồng nó chạy mất tiêu hết chân luôn. Nó chạy đâu, nó chạy đi, bà nói chạy nhất lục bình thì thôi, nó chạy nhanh vậy thôi chứ có gì, nó chạy đâu nó chạy. Ờ, giờ bà cũng can thiệp được nữa rồi. Nhưng mà bà cứu được không bà? Cứu làm sao, chừng nào nước lên ngập cái nhà đi, lúc đó tính sao? Lúc đó là cứu được đứa nào thì cứu. Để con đứa thầy nó là sông sâu nước chảy dầm cầu vậy đó. Sau này có con nghịch thú nuốt mà người không như đó bà, phải không? Bà không có biết, con nói hoài, bà nói là quên rồi à, thì có là, nhưng mà bây giờ nói sao nữa, giờ nói hoài còn không được. Giờ nổ quá nổ, cùng dùm nào dữ bà. À con, hồi nào nổi gì nổi đi, bà chạy đất bà kêu lên đâu à. Khi nào có ông Năm Chèo, ông có nằm ở dưới cồn đâu mà. Chèo đâu, dạ ông rồi, nói chèo gì nữa con thấy hết rồi, nói gì đã ra hết rồi, Quan Âm ra đời đã ra rồi. Gán mà ổn định là làm tỉnh làm thinh đi à, nếu chết lên tiếng với ông thì lên tiếng lên đi, là không càng được nữa rồi à, bây giờ nó lớn hả? Có cái gì đâu, cái gì trong đó, cái gì đâu, cái gì đâu. Sau này mà nước lớn là bà làm cái gì mà bà lên mà chống nước bà làm cái gì đâu, bà là vui đâu có vui lo à, hồi trước đâu qua hỏi, còn bản thân chúng con là bà dạy hết rồi đó, làm tỉnh làm thinh là xong. Ý là bà đóng thuyền. Tại bà lên tiếng cái lên đi à, là như vậy. Ý bà đóng bè là đóng thuyền bà, đó là lên phà. À nó thiền thà cũng có xong suốt, bây giờ mà nó cái gì là các con biết bao nhiêu, nào vỏ giọt, nào ghe, nào gì đủ thứ. Mà lúc đó bà hỏi con có lên ghe được không, có đã. Đó, còn chuyện bà cứu là bà cứu, bà cứu không có biết được nữa à, bây giờ quá nghiêm quá. Đó là như vậy thôi chứ có cái gì đó. Bà quốc gia mà làm gì cứu không được bà. À cứu được, bà nói con làm sao cản được, nước nó chảy vào ào cản cách nào mà đó như vậy đó. Bà vui trái đất mà. Tạo ra bà nói có hết trơn, cái gì con hỏi bà cũng có hết à, mua mấy cà phê gì uống sáng sớm uống à, chút bà mua hay là sáng mơ tự đi mua à, muốn mua vô trong mà mua à, mua mì ăn à, có luôn, chút ghé tập quán mua cho bà một ít à, coi buổi trưa nay lên tình hình gì hay là ý kiến gì cho hết cho bà đi, rồi bà nói cho đăng bài về lục bình cho nhanh quá kìa. Cái nghĩa là bình trôi nhanh, bà nói là bà? Nước chảy dầm cầu, cái gì nước chảy nhanh à, tại sao lục bình chảy nhanh dữ vậy bà? Bà nói con nước đang chảy à, quốc gia cho chảy con hiểu chưa, bà nói hai chữ đất nước chứ gì à, quốc nhà phải không bà, ý là bà nói cũng như là con người ta như lục bình trôi đúng không bà? Ừ thì bà chửi bà đại chúng bay lục bình trôi chứ gì, nói hoài em nghe à, thì bà chửi nó trong hai chữ là ý nghĩa là gì đó hả? Thì bà chửi hoài đó, mà chửi vô đứa nào thay đứa đó đi à, đó gì nó làm như lục bình trôi à. Là cái chất hồi xưa giờ là của đức thầy để lại đó bà. Dạ nước thầy hả con, bà nói nước bình cho chú à, là chú cũng ông vua ra đời à, nhà này chỉ có ông vua mà thôi, thì đức nào là đức đó mà, thì liền ai xuống con thờ thì con thờ đi. Rồi nói à, đúng hơn là vậy đó mà. Ôi, đó. Đó bây giờ tan gã với ông nó chửi con, bây giờ lục bình cho tan gã hết rồi, một bè nó xé ra, bà nói bây giờ nó chửi tan gã chứ trời, nó liền hàng nào bà nói cái đám lục bình bự gì nó xé ra là nó chia cắt chúng con phải không, nó chia để cho nó chia đi à, để cái thằng bên kia nó chia kìa. Bà nói mà chỉ chia nó qua thằng kia à, bà nói thằng kia là cái thứ gì mà dám chia à, đó tắm thì nè, lâu ngày nó dơ nó ngứa quá thì kỳ đó, gì quốc gia mà con biết chuyện gì à, bà kỳ cái thân của bà kỳ đó mà,
tại chúng con nói này nói kia, tại con thôi dám nói thằng bà con chưa ai. Theo bà làm việc ở đây chừng nào bà gì bà lên trên thiên mà. Bà nói ngày nào bà cũng ở trên thiên. Bà về thiên mà chút xíu bà về thiên hoài gì đang nói chuyện đang nói trên thiên. Bà lên bà xuống thấy dễ dàng gì vậy? Thì bà nhắm mắt chút là bà lên rồi á, đời nào cũng vậy thôi. Rồi bà chỉ cách lên trên thiên cơ mà. Lên thiên vậy nhắm mắt lại lên liền. Ông nhìn trên trời mây lần lên liền à. Bà nhìn mà thấy tất cả trên đó kìa. Cảnh nó có đẹp không bà? Bà nói bầu trời mà không đẹp sao à, xuống đây bầu đất đẹp hơn à, xuống đây cây có nhiều hơn à. Ở trần gian nó đẹp hơn ở trên thiên đó hả bà? Trần gian đẹp trên thiên hả? Bà nói chỗ nào cũng đẹp hết trơn. Bà ở này không, ở trên kia nào ở trên thiên nó có cây có gì không à? Bà nói là trên triều tiên của bà có gì, bà ở gần bầu trời xanh là vậy thôi chứ bà chưa lên tới trời mà. Bà nói trời chỉ mưa thôi chứ không có cây gì trên đó nè. Chắc là trên buồn không bà? Thì bà dân mà liền lung tung lên đó à. Bà nói không có cái gì, cảnh nào cũng vậy thôi, mà hơn nữa bà nói với con chết nghe chưa nhỉ? Bà nói là hồi nào bảy đất bà có lên trên trời hồi nào, thật sự thì bà ở trên đó đó mà. Đó. Theo ở trên cảnh trên trời đó là ở dưới Việt Nam, ở dưới chẳng là chỗ nào vui hơn bà? Bà nói ngày nào bà ở dưới đây, dưới này rất là vui bà mới xuống. Vui hơn trên hả? Vì con em dưới này, tại chúng nó không nhận bà, ngày nào bà cũng ở với nó đó mà, đó nào, tại vì nó không nhận bà đó mà, ngày nào bà cũng ở chúng con à, lục bình có bao mà sao là như vậy, đời đời là như vậy đó. Bà không ở chúng con hồi nào mà bà đây, bà đất tổ nói con điều gì bây giờ, đã khi cái đất lên thì bà cũng muốn làm hoài cho tròn trái đất đó mà, đứa con đứa nào thì đứa nào đi chứ bà ở đó cãi giả với con làm gì. Nhưng bà nói đất với nước không để con yên thì nó liền vô miệng bà hoài đó mà. Chứ bây giờ bà ở câu mâu chửi bới đứa nào, chúng con mà lạ với bà nữa hồi nào đâu. Là vậy, tại vì bà không có để ý để ý làm gì bà chửi chúng con mà. Bà nói bà là vua nói động tới bà đứt cái đầu. Còn nói đi Lục Bình đi chơi gì chứ đi con thấy con ngồi chỗ này nào thấy chưa? Lục Bình nó vô thấy hay không? Dạ không thấy. Cây cỏ gì mà không biết con đâu, không biết, không biết. Chỉ là cũng biết Lục Bình thôi, nhưng cây cối thôi. Thì con nhìn có thấy Lục Bình, nhưng nó nhìn ngược lại con đó, nó thấy đó. Nó lẽ nó có cái linh hồn sao mà? Có hết, cây cỏ nào cũng có, cái bọc nó cũng có luôn, sọc sẹt cái này có. Là cây cối rồi có linh hồn hết đó mà? Bà nói đều có hết trơn, tại chúng con nghĩ nó không có cái gì, tại lúc đó nó không lên tiếng, con nói có gì, bây giờ nó lên tiếng hết trơn rồi đó. Ngày nào cũng đi tiểu với mặt bà, bởi cái thứ gì đâu à. Theo Lục Bình với cầu cứu bà như thế nào bà? Lục Bình nó cho nhanh đó, thì nước nó cho nhanh, nó rút nhanh như vậy đó. Thì giờ đất nước nó nói là chúng con lì quá, nó rút vậy là cho con đi chết đó. Còn đi với nó nước nó nói hoài như vậy đó. Theo những cái linh hồn Lục Bình này nè, có nói với bà gì không? Đi gì không bà? Nói gì giờ? Thì nó đi nhanh vậy, nói đi nhanh vậy đó, coi chừng đó vậy thôi. Đi nhanh không sao, bà đi nhanh coi chừng đó, coi chừng nước rút bà đó. Dạ. Thì con phải sợ chứ, nước rút con phải sợ chứ. Là cảnh báo bà đừng có xuống sông ha. Thì bà nói là như vậy, xà lan vậy khi anh rút xuống đó mà. Thì bà đi đâu qua về nhà đó, là bà quên như ở đó đó mà. Thì ngày nào bà cũng phải quay về, dù bất công chuyện cách mấy bà cũng phải về rồi. Tại Nguyễn Viết Đoàn ở đó đó mà, hồi nào vẫn ở vậy thôi. Thường thường nghe bà nhắc Quỳnh Như là như thế nào vậy? Ôi bà Quỳnh Như ở trên Hà Tiên là Quan Âm đẻ ra Quan Âm bà đây. Quan Âm Nam Hải đẻ qua bà Quỳnh Như. Là bà đẻ bà Quỳnh Như ra, Quan Âm đẻ ra Quan Âm, gọi chưa đó. Là như vậy, Quan Âm Nam Hải là bà, cho nên mới đẻ ra được bà Quỳnh Như đó mà. Kỹ vô là ý nghĩa này lớn, thời gian sau là như vậy. Kết thúc đi cho bà về nhà ăn cơm. Nói đi, nói gì nữa bây giờ, bà nói rồi kết thúc được rồi à. Chúng con muốn nói điều gì nói gõ cho bà nghe. Bây giờ muốn là dân chúng mình này chừng nào mà nó hết khổ nè bà, chừng nào nước này ngưng lại thì hết khổ à, còn nước vẫn lên con múc xài hoài đi à. Đó phải gì đâu thì con chối múc thùng nước đi lên, mỗi lần nước con mô Phật cái múc lên, cái múc niêm thùng nước nó mô Phật múc lên, cái múc niêm nó mô Phật múc lên, có gì bên cạnh con sợ đâu, con đổi lại là chữ là mô Phật cái thì là hết chứ có gì. Bà đây cho ai nữa thì có cái là mô Phật là bà đó chứ ai nữa, cái gì cũng bà này chứ à, nghiệp nào bà không bà, nhịp nhàng nào cũng bà hết chứ à.
cái gì mà làm được trên đời đâu à, bà không có chai nữa là như vậy thì con sợ cái gì, nước đâu rồi thọc thùng muốn mốc với ăn hả, để cái thùng xuống mốc à, thọc thùng xuống mốc đó là như vậy thì con có múc lên, con sợ con nào mô Phật cho con à, múc thùng nước à, còn mỗi là con múc thùng nước là con mô Phật hoài, một thùng múc mô Phật lần là con mô Phật hoài hoài, múc nhiều nước con múc à, đó là như vậy. Không sao à. Mà nói múc nước đâu được, mà thấy nè, thấy dưới kinh ô nhiễm môi trường, nước đang thui vậy mà kiểu múc mình múc sao. Ôi trời bà ơi, bà nói cho con múc lên này lóng lại à, để đi tới sáng là xài. Mày thui gì mà cái múc vô uống là bệnh chết luôn. À, bệnh hồi não đâu, con để lóng nó coi gan với ca nước này chứ có gì đâu à. Con để lóng tới chiều rồi mua hút giờ để chiều à, tới khuya khuya ca múc lên coi. Lóng cái gan ca này gì con uống con xài con không sợ, con để vô nồi nấu đun lên à, không có nước mà nấu uống nữa à. Bây giờ này xài nó cay không đâu à, nó lập không á. Bây giờ nó vậy rồi kìa. Bà nói bây giờ là vậy đó à, mày chúng con chạy nó cay làm gì cho nó chửi. Và đất nước là gì à... Bây giờ đâu ai xài nước sông đâu, nước sông ô nhiễm môi trường. Vậy hả? Bà nó con chó lộ dưới kìa, bấy nó ghê à, chó à... Chó là con của Dương Tiễn ha bà. Bà Dương Tiễn làm vua cho ai nữa, nói hoài chó trắng hay là ngựa trắng gì mà không không hỏi hoài à. Cái là chó đen là đệ tử của Dương Tiễn ha. Tiếng là thằng đó nghe mà. Nè, này là ông này là kêu ông gì bà? À, thì con mới gọi ông Tiễn kìa, chết mà có sấy lớn vậy ta à. Nó vô chơi rồi còn hỏi tới lui nè, bà không nhớ. Ê, sao nó lỡ đây bà, nhìn lại thăm bà gì nè. Thăm bà hoài chứ ngồi đâu đó à. Sáng mặt nó gì nó sợ bà, chó nó biết à. Bà, nó thấy bà đây là thăm bà cho vui đó. À thì bữa trước bà la nó biết là gương mặt nó gì nó sợ bà. Bà la luôn. Ờ là như vậy, chết mồ nó ngồi kìa. Chết là lên ngồi vậy là. Đi ngồi kế bên bà luôn kìa. Thì bà lúc nào nó cũng theo bà nói con gì nó cũng theo à. Hơi sức ở đâu mà sợ, bà biết bà có sợ con nào ở đâu à. Bởi bà có sợ đâu, ban đêm không bà đi hoài sợ cái gì, giờ nó ở bên cạnh bà không có sợ cái gì. Còn các con sợ với ông mà sợ cái gì, bây giờ nó sợ cái gì à. Thì con gì nó cũng theo à. Nó theo bảo vệ bà đó bà, lại ngồi trên lưng bảo vệ bà nè, thấy không? Ờ đúng, bảo vệ bà phải không à. Đó, thấy sao, thấy chưa? À, bà nói giờ là gì à. Đứng hỏi cứ nói hoài, cứ liên liên hoài vô và nói con gì không có. Con phải bình tĩnh cái thân con lại mới giữ được mình là ai. Còn thân này với bà nó có cái gì nữa đâu, nó nói rồi nó sợ cái gì nữa, còn con cho con lo à. Con nói giờ con cũng vậy luôn, vậy sao được. Bình tĩnh lại với mình là ai mới được. Đó. Vậy mất tĩnh tâm lại như bà. Tĩnh tâm lại hai đứa hai câu cái câu nói được đó. À, là tĩnh tâm đó là tốt đó, tại sao tâm con không tĩnh lại. Con cứ đi hoài hoài làm sao. Đó là như vậy, đừng có đòi hỏi chuyện này chuyện kia chứ hơn nữa, chuyện người lớn con lo làm gì. Con dòm tới làm gì, con nhảy ra ý kiến là nhảy ra ý kiến kia, con giỏi lắm sao nhảy kiến ra đó, tại con thôi chứ tại ai. Làm gì bà, chó nó nhai gì đó quá trời nhiều luôn rồi nè. Ôi ông này ngồi sáng chết mồ, sáng này là mới tháng 2 nha, được tháng 3 mới dựng được mà. Đó đó nhà nhà con phải cho phải cả cái này. Cho cái chú được cái là cho được cái sáng nhảy à sáng. Chết nè chú vậy đó. Có gì là nhảy số 1 tháng sao? Đó là cảm giác mày bà đó. Vậy đó, vài tháng nữa có giúp con đó là như nghĩa là bây giờ nó ở đây nó sống với bà là bà qua cảm giác với nó rồi chưa à, là như vậy có nghĩa là à, bà chó tới là bà nuôi lại để làm gì, để lại là nuôi sau này là chó đất nước rồi chưa, là như vậy cầm đây không có gì đó là chó đất nước sau này đó à, là con gì đó, bà cũng thương bà không cho cảm giác hết chứ không phải riêng là chó rồi chưa à, là như vậy đó, nó thương bà thương
À là như vậy, chúng con cũng vậy đó. Thì thấy chúng con cũng vậy đó, có nghĩa là sáng gặp chúng con là cũng thương chứ mấy không thương. À, la thì la, đứa nào cũng thương. Đó là như vậy. Còn em bé là gặp thì là thương liền, lý do nó còn nhỏ mà thương. Đó là vậy đó. Rồi, diễn được bây giờ hả bà? À, vậy là sao mà đó là vậy tốt rồi đó. Hình như bữa nay xong rồi bà. À, xong bữa nay đi về bà còn cơm đó, chở còn lại quán cà phê, bà mua mấy chai cà phê về nhà. Cà phê nào càng nước xả ngoan. Rồi, thôi chúc cô giáo luôn cái gì ơi. À, vậy là tốt rồi.